Hello, Tống Phương chào quý vị và các bạn ha. Thì hôm nay mình cũng đi qua bên Sa Đéc các bạn. Thì mình cũng tham quan cái ngôi nhà máy ngược đó quý vị và các bạn. Hiện đây thì cái khu này là cũng như là cái khu làm hoa Sa Đéc các bạn. Thì để mình quay cho bạn xem những cái chậu hoa để trưng Tết nha quý vị và các bạn. Mấy cô đang chăm sóc mấy cái chậu hoa quý vị và các bạn. Bên đó cái dàn hoa đẹp quá. Bên đó cũng hoa nhiều lắm các bạn ơi. Không có hoa bao nhiêu. Thì trên đường về đây mình sẵn mình quay cho các bạn xem luôn ha. Vừa chạy xe vừa quay luôn các bạn ơi. Chỗ nào có hoa nhiều đẹp thì mình ghé lại quay cho các bạn xem ha. Này cũng hoa không các bạn ơi. Đây là làm hoa Sa Đéc quý vị và các bạn. Đường này, đoạn này mình ra về các bạn ơi. Nhìn thấy bên đó có đám hoa dân họ đẹp quá các bạn. Để mình lội bên đó mình quay cho bạn xem ha. Đây bà con người ta trồng cái chậu hoa này đang đón Tết nữa quý vị và các bạn. Cái này thì chưa có bông. Bên kia thì cái miếng đám hoa dân thọ đang mình thấy nó chỗ bông rồi. Bên đây thì cái khu người ta ươm bông các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay mình đi tham quan ngôi nhà máy ngược đó quý vị và các bạn. Thì đây thì ghé cái địa điểm anh này ảnh hương hoa nè các bạn. Thì mình vô mình cũng tham quan cái chạy hoa của ảnh không các bạn. Hoa này hoa gì anh? Ngọc Ngân ha. Đẹp quá bạn, lá nó đẹp quá trời đẹp quá. Ngày mình trồng đón Tết hay sao anh? Trồng bán quanh năm luôn quý vị và các bạn. Để mình vô khu này mình quay cho mấy chị xem mấy cái chậu hoa anh hương hương ha. Này anh trồng bán quanh năm các bạn. Cái khu mình đây là kêu làng hoa Sa Đéc đó ha anh. Đây là cái làng hoa Sa Đéc nha các bạn. Này anh trồng ba cái cây ngọc ngân nhiều quá mà đẹp quá, lá bông bông đẹp. Nhỏ lớn đó, mình chưa có qua đây lần nào các bạn. Này lần đầu tiên mình đi các bạn. Trong đây mình quay cái trại ánh ươm cây hoa các bạn. Này che lưới các bạn cho mát, giảm nhiệt. Nãy mình có hỏi ảnh rằng ảnh cho mình quay cái khu trồng hoa của ảnh. Cây này cái gì mình cũng không biết nữa, đẹp quá các bạn ơi. Lá đẹp hết hồn luôn. Từ đây là giáp mí rồi mấy bạn ơi. Thì quay cho anh em bạn bè xem vui ha. Thì qua này anh cũng trồng có hai loại như vậy các bạn ơi. Cái này cũng ngọc ngăn nữa hay gì anh mà tại nó lớn hay gì mấy bạn. Mình cũng không gành nữa.
giáp cái trại hôm qua của anh rồi mấy bạn ơi. Nhớ này mình cũng ra ngoài coi có cái gì đẹp thì mình quay cho anh em bạn bè xem vui ha. Này cái loại bên đây thì loại bông màu tím nha mấy bạn. Bên đây màu tím, bên đây thì màu bướm. Nhìn rất đẹp nha bạn ơi. Rồi này mình mới hỏi ông bác nó qua mâm xôi nữa bạn ơi. Đưa bông cho vài bữa nó nở dữ lắm đẹp các bạn ơi. Nói mình quay trong cái khu qua đó các bạn. Giờ mình ra ngoài. Này qua giàn thọ nè các bạn. Đưa chỗ bông. Chỗ cũng là gai chưa có gỗ hung nữa các bạn. Rồi quý vé của Tống Phương xin kết thúc ở đây quý vị và các bạn ơi. Cỡ chừng nửa tháng nữa bông chỗ điều mình qua đây mình sẽ quay lại một lần nữa cho nó đã các bạn. Thì clip này mình quay tới đây cũng xin kết thúc, mình hẹn lại clip kế tiếp quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn ha. Hẹn gặp lại clip sau.